Sức khỏe thể chất như thế nào này? Tốt ha. Khoa muốn chia sẻ vài câu không? Hôm nay buổi thứ 12 cũng là giữa lộ trình của mình đó. Khỏe hơn, an vui hơn, mối quan hệ xã hội tốt hơn hơn ha. Cũng ngon. Cả nhà có ai từng gọi lên chia sẻ không, để xem biết coi cả nhà sức khỏe như thế nào ra sao rồi. Càng chia sẻ thì giơ tay lên xin mời. Mời cô Tiên nha, xin mời cô ạ. Kính thưa thầy, thưa tất cả các anh chị em ở trong lớp học. Em tên là Trần Thị Xuyên, giáo viên của trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thế qua mấy ngày thì em mới được biết cái nơi tập thể dục của thầy. Thì chỉ có mấy ngày thôi, hôm nay chân em đi nó nhẹ nhàng, mà hôm qua là em đi chơi suốt cả ngày, đi siêu thị chơi. Sau khi mà em tập ở đây xong, em cố đến tận giờ phút cuối cùng rồi em mới đi. Và em đi đến tận tối hôm qua em về, nhưng mà tại thời điểm này em không thấy đau nữa. Em rất cảm ơn thầy ạ. Tức nghĩa là thấy sức Cảm khỏe, vâng, cảm ơn tất cả các anh mình chị. đi thoải mái đúng không, không có bị đau mỏi nữa. Vâng. Cô Xuyên là hôm qua đồng hành thôi, 2 ngày trước là đồng hành cùng với Sơn 4 tiếng đồng hồ đó, Em tập tập đúng 2 4 tiếng. lần Rất đó, tập nhiệt 2 tháng 4 tình. 9 lần đó, tập thấy khỏe lắm đúng không cô? Vâng ạ, em thấy rất là khỏe, và chân bây giờ tại thời điểm này thì đầu gối không thấy đau, và mấy hôm trước là đầu gối em đi không được. Khỏe lắm, ai mà tập đủ đó nha, được full thay gân đổi cốt là sức khỏe rất tốt, sức mạnh đó, Vâng, mạnh. em cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp học mình cùng đồng hành với nhau. Biết ơn cô xin. Sao còn ai muốn chia sẻ không cả nhà? Thường thì chúng ta không phải lúc nào cũng vào tập luyện đâu, mà chúng ta cần phải biết cách chăm sóc sức khỏe với tinh thần và xã hội thêm. Lúc nào vào tập luyện nha là tập về thể chất, còn giao lưu như thế này nè là đang chăm sóc sức khỏe với tinh thần và xã hội. Thỉnh thoảng thì Sơn tập một một khoảng thời gian, cái Sơn mời các anh chị chia sẻ hiện thực để cho nó rõ hình, chia sẻ hiện thực xong các những ngày tới mình tập tiếp cái gì đó mà làm đến cái ngày cuối khóa. Cái ngày cuối khóa thì các anh chị sẽ nói nhiều hơn Sơn, đặc biệt là ngày cuối khóa nha, các anh chị được mời người mới vào nghe các anh chị chia sẻ ha. Cái ngày cuối khóa, cái ngày tổng kết đó, là các anh chị chia sẻ hiện thực đó. Cả nhà mời người mới vào, mời người mà mình muốn giúp đỡ họ, người mà mình muốn chia sẻ cho họ về thay gân đổi cốt á, cả nhà mời họ vào cái ngày cuối để cho nghe hiện thực của cả nhà. Có khi á, họ bước vào họ chưa biết gì về thay gân đổi cốt, nếu họ nghe thay đổi hiện thực, thay đổi sức khỏe của cả nhà thôi họ cũng khỏe. Phần còn lại vào khóa tới họ vào bước vào họ tập luyện thôi là xong rồi. Ai hay mà bước vào đây ngày đầu tiên mình nghe mọi người chia sẻ hiện thực cái thấy khỏe đúng không, mà bây giờ đó mình từng bước, mình từng bước hiện thực cái này. Cô Hương muốn chia sẻ ha, mình xin mời cô ạ. Cô đừng tắt để xem mở cho gọi được cái đó cô. Dạ vâng. Biết ơn em chào thầy Sơn, em chào cả nhà mình ạ. Em đầu giờ em xin chia sẻ về cái hiện thực của em trong cái khóa offline Phan Thiết vừa rồi ạ. Dạ. Vâng.
À, chào thầy Sơn, gặp lại thầy Sơn ở trên Zoom. Hôm em đi offline Phan Thiết ở 6 ngày á thì nó có một cái hiện thực rất là đặc biệt ạ. Vì là khi bọn em có hai hai nhóm, một nhóm học tập bơi và một nhóm tập về thay gân đổi cốt. Thì tại vì em biết bơi rồi cho nên 3 ngày đầu là em tham gia cái lớp thay gân đổi cốt. Thì có một cái hiện thực tức là ngày thứ hai tập khí thôi, tức là những người mà chưa bao giờ biết về 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 hít khí hải á, thế mà cuối cùng thì bọn em thầy cho ra sân cỏ và khích lệ mọi người làm bế người này bế người kia á. Thế thì em cũng đứng ở xa xa thôi, nhưng em thấy có một cô bé rất là mảnh mai yếu đuối, chắc là cô là chuyên ngôn ngồi văn phòng ấy, nhưng mà cô ấy lại rất là hăng hái để cô ra cô thử. Thì cuối cùng á là cái cô đấy chắc khoảng độ tầm khoảng 50 kg hoặc là gần gần 50 kg thôi, nói chung người cũng khá là mảnh mai, mà cô bế mà cái cậu là 78 kg cậu đi được một khúc luôn. Thế xong bắt đầu là em mới nhìn thấy em nghĩ là em khỏe hơn cô ý, thế là em đứng ở xa ra là em nhìn thấy một cậu to hơn cậu kia, em à em ra đây chị bế em. Thế mà em đi bế em đi được một khúc luôn đấy, thế mọi người trời ơi, mọi người ngưỡng mộ luôn á. Còn đi làm à, cũng nhờ cái tập mà thay gân đổi cốt của thầy ấy, thầy ngày đầu tiên em chưa 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 thử gì hết ạ. Thì em thử ở trong phòng em bảo là em thử xem, thấy mọi người squat 1.000 cái ghê quá, mình thử xem. Thì em thử được 10 cái là em bị đau hết cả người ấy, thầy em không không nhún được nữa. Thế ngày hôm sau thì em trong lớp làm được 100 cái thì em đếm 100 là em chỉ mong cho nó hết. Ngày thứ hai thì 300 cái em đếm được 300 em chỉ mong cho nó hết. Ngày thứ ba nữa thì bắt đầu mọi người đếm 500 thì em bảo ủa sao không làm 1.000 đi. Thế là ngày thứ tư á thì em làm người mẫu thì em đứng lên sân khấu á. Thế xong là xong là bắt đầu là mọi người mới nói là hôm nay sẽ chốt, tại vì thầy nói rằng là năm hôm nay mọi người làm 1.000 đi. Nhưng mà đúng cái trạng thái là khi em đứng lên đó giống như kiểu khí nó tự thông tự chạy á thầy, giống như làm đến 49 lần nó tự thông á. Thế là em ba người ở trên sân khấu em đảm bảo là nếu mọi người có đếm đến 5.000 thì mẹ em vẫn làm bình thường ạ. Nhưng 1.000 mọi người dừng rồi. Em xin chia sẻ với mọi người cái hiện thực về cái vấn đề mà khi mà chúng ta nhận khí vào người và khí nó tự vận hành trong cơ thể á, nó cho mình một cái sức mạnh dẻo dai rất là tuyệt vời ạ. À, em biết ơn cả nhà, biết ơn thầy ạ. Ngon quá ha. Biết ơn cô Hương. Khí mà có rồi đó cả nhà. Khí á, đây nè. Lý do tại sao Sơn nói với cả nhà đó là ai mà học thay gân đổi cốt á, nhận khí một lần là xài cả đời. Cả nhà còn nhớ cái đó không? Ai tập thay gân đổi cốt nhận khí một lần là xài cả đời, cái này nhớ không? Đặc biệt của môn này vào tập á, chỉ cần nhận khí một lần thôi là suốt cuộc đời này mình sử dụng đó. Giống như chị cô Hương mới chia sẻ đó, tự nhiên á có khí rồi sức mạnh tăng trưởng, squat 1.000 cái rồi đó, do đâu? Khi chúng ta có khí rồi, sau đó đó chúng ta kích hoạt được chân nguyên của cơ thể con người chúng ta nơi khí hải. Rồi khi có cái gì đó hoặc là làm một việc gì đó thường xuyên và liên tục á, thì cơ thể chúng ta, trí tuệ cơ thể nó sẽ tự khắc á, nó ứng dụng khí vào quá trình sinh hoạt và vận động của chúng ta, thì giúp cho chúng ta hiện thực được những cái thể chất mà mình muốn. Ở đây vừa rồi thì có cái anh em mentor á, đứng giữa tường đó cả nhà, đứng giữa tường như thế này nè, đứng giữa tường như thế này nè, phá kỷ lục luôn. Cao nhất vừa rồi đó là 7 tiếng mấy đứng liên tục không nghỉ, đứng như vậy nè 7 tiếng mấy, đứng giữa tường thôi đó. Rồi chỗ cô Hương mới chia sẻ đó, đó là khi nhận khí vào một người, một cô gái yếu đuối mảnh mai thôi, nhìn hình tướng là cô gái nó yếu đuối đúng không, nhưng khí nó đâu có phân biệt,
tại vì có khí rồi á, sức mạnh tăng trưởng như nhau thôi. Thì một cô gái mảnh mai có thể ẵm được một người đàn ông gần như gấp đôi trọng lượng của mình là bình thường. Vậy thì cái gì làm được điều đó? Cái gì sẽ làm được điều đó cả nhà? Nếu không có khí á, và không biết cách ứng dụng khí thì làm sao mình có thể làm được? Thêm một cái nữa, nội tâm còn giới hạn thì làm sao làm được? Chỉ khi nào không còn hạn chế từ nhận thức của nội tâm á, rồi sau đó đất nước khí lửa rồi xây dựng lên, tại vì thân tứ đại mà. Bốn tiêu chí đó xây dựng lên thì đáp ứng mọi hoạt động của mình nếu như mình muốn. Ngon quá ha. Ngon quá cả nhà. Còn ai muốn chia sẻ hiện thực nữa không? Nếu có khả năng giơ tay lên xin mời. Cả nhà không cần thiết phải ham tập luyện lắm đó nha, tại vì sức khỏe của con người á, sức khỏe là sức khỏe của con người. Cả nhà nhớ khái định nghĩa sức khỏe không? Cả nhà nhớ định nghĩa sức khỏe không? Cả nhà nhớ không? Nhớ định nghĩa cho sức khỏe không? Có ai nhớ không? Sức khỏe là gì? Là trạng thái cân bằng thoải mái thể chất tinh thần và các mối quan hệ hả? Sức khỏe tinh thần, xã hội và thể chất hả? Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện. Thoải mái toàn diện nha cả nhà, chứ không phải thoải mái bình thường nha. Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ bao gồm một cơ thể không bệnh hay thương tật. Nhưng mà một người có trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần, xã hội rồi thì đâu có thương tật đâu, đâu có bệnh hay là gì đâu. Thì đây nó có ba chữ mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm nè, đó là thể chất, tinh thần và xã hội. Khi nói đến sức khỏe của một con người, chúng ta chỉ cần nhớ ba chữ này thôi. Và một người muốn hướng đến sức khỏe trở nên toàn diện hơn á, họ chỉ cần làm đúng ba điều này thôi là xong. Làm sao cho thể chất vượt trội lên, tinh thần an vui hơn, yếu tố xã hội á thì mến mến, tin tưởng và thân thiết hơn là xong. Thể chất thì chúng ta hướng đến năm tiêu chí: sức mạnh, sức bền, dẻo dai, tốc độ và thăng bằng là năm tiêu chí của thể chất mà chúng ta cần hướng đến. Tinh thần á thì làm sao cho trạng thái nội tâm chúng ta an vui, bao dung và trân trọng biết ơn hơn là toàn diện về tinh thần. Và yếu tố xã hội thì giao tiếp mối quan hệ xã hội xung quanh á, từ quý mến lên tin tưởng lên thân thiết,
là sức khỏe của xã hội của chúng ta sẽ trở nên toàn diện hơn. Thì sức khỏe nó có như đây nè, và khi chúng ta bước vào dung buổi sáng như này cả nhà, lúc chúng ta tập luyện tập 12 động tác hay cân đối cốt thì chúng ta nên chăm sóc sức khỏe gì cả nhà trong ba tiêu chí này? Thể chất là chính, biết ơn cả nhà nha. Thể chất là chính. Tuy nhiên có luôn tinh thần và xã hội. Nếu như chúng ta không đủ độ kiên trì á thì chúng ta sẽ làm không nổi đâu. Mà cái đó nó thuộc gì, yếu tố nội tâm là sức khỏe của tinh thần à. Rồi ai ở đây có thói quen như vậy nè, cứ mỗi sáng ra phải gặp nhau mới tập được không? Tập một mình cảm thấy chán quá, tập không nổi đâu, phải vô dùm á, tập cùng với hàng trăm con người á thì làm mới được. Thậm chí có một số cái động tác á, mình làm đâu có nổi. Nhúng góc chân cho nhúng tiếng đồng hồ mình thử làm nổi không? Làm không nổi, nhưng mà chúng ta làm cùng nhau thì nó hiện thực được. Vậy thì chúng ta đang mượn sức mối quan hệ xã hội để chúng ta làm điều này. Cho nên thay gân đổi cốt là một môn tương đối khác biệt. Đó là một môn tập luyện mà có thể chăm sóc luôn cả ba tiêu chí này của sức khỏe. Thì một con người chỉ cần á nhúng mình vào thay gân đổi cốt tập một thời gian thôi là sức khỏe của họ sẽ trở nên tốt hơn, một khỏe hơn, họ mạnh hơn qua thời gian. Một số cái bất ổn trước đây mốt nó phục hồi lên. Có người thì da bị nám, da mặt bị nám, tập thời gian cái nó sáng lên, nó tan đi vết nám da, da sáng lên. Có người thì giảm vòng eo vòng bụng á, giảm vòng bụng 20 mấy cm, giảm 10 mấy cm vòng bụng là bình thường. Em chỉ tập đến 6 giờ nhưng tập một mình chán nên cứ vào nghe cùng mọi người thấy vui. Đó là yếu tố xã hội nè, sức khỏe của xã hội nè. Nên cứ cách khoảng vài ngày cái sân chia sẻ giao lưu cùng với cả nhà một lần, sân muốn biết cái hiện thực của cả nhà thay đổi đến đâu. Và ai á, ai muốn yếu tố xã hội này nè khỏe hơn nữa thì lên chia sẻ để chi, để vượt thoát cái trạng thái nội tâm đó là ngại hoặc là sợ giao tiếp trước đám đông á, để chăm sóc sức khỏe của mối quan hệ xã hội từng bước nó tốt lên. Và ai đó hiểu được hai vi chiếu của công đức phước tức á, một hiện thực của mình mà hàng trăm người nghe, sau này trong hàng trăm người này nè, chắc chắn rằng trong bạn bè của hàng trăm người ở đây nè sẽ có một người bất ổn sức khỏe giống như mình trước đây, và họ sẽ lấy cái câu chuyện của mình á, cái câu chuyện mà về sự thay đổi về sức khỏe của mình, lộ trình ra sao sau khi tập thay gân đổi cốt, thay đổi sức khỏe ra sao, khỏe mạnh lên thế nào đó, họ lấy câu chuyện của mình họ đi chia sẻ để ảnh hưởng cái người kia. Mà từ câu chuyện của mình chia sẻ ra mà ảnh hưởng được người cái người kia á, người ta vào đây tập, người ta khỏe lên thì gián tiếp á mình tích tạo được phước đức về thể chất, mà từng bước về sau khi phước đức nó lớn lên rồi mình chỉ cần tập một chút xíu thôi mình cũng khỏe nữa. Cả nhà nắm được chỗ này không ta? Sao nói cái này nói hơi sớm. Đối với ai chưa học pháp hiểu nội tâm kiến tạo an vui á thì cả nhà biết vậy thôi, còn ai đã học rồi thì cả nhà sẽ hiểu lắm. Nó đơn giản như vậy đó. Như vậy thì chúng ta phải gia cố bối cảnh như thế nào để chúng ta có thể làm được điều này? Tại sao Sơn luôn ủng hộ cả nhà, mời mời người mới vào đại học cứ thoải mái, đặc biệt thay gân đổi cốt á, ai chưa học nội tâm thì vẫn vào tập được.
các lớp học khác, thấu hiểu sức khỏe, thấu hiểu tài chính rồi đó, thì học học nội tâm xong mới là được học các lớp đó. Duy nhất có thầy cần nội cốt là bất kỳ ai cũng có thể vào tập vào học được, không phân biệt. Và cả nhà có để ý không, ai mà vào tập thay cơ nội cốt thầy cuối cùng họ cũng quay lại học nội tâm mà. Tại vì nội tâm mà phối hợp với thay cơ nội cốt á, thì sức khỏe của một con người mới trở nên toàn diện hơn được. Thấu hiểu nội tâm kiến tạng nguyên sẽ chăm sóc cho chúng ta gần như triệt để những yếu tố tinh thần và xã hội. Thay gân nội cốt là ứng dụng yếu tố tinh thần và xã hội vào để tập luyện thể chất, ứng dụng nội tâm vào thể chất, ứng dụng nội tâm vào thay gân nội cốt thì phát huy tối đa hiệu quả của thay gân nội cốt, thì thành ra qua thời gian chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc được sức khỏe của cả ba tiêu chí này. Mà một người làm được ba điều này thôi nè, thể chất, tinh thần và xã hội phát triển lên thôi, thì người đó hướng đến sức khỏe trở nên toàn diện hơn về sau đó, chỉ cần làm đúng một điều đó là kiên trì thôi. Cả nhà nắm đến đây. Sườn bài xét á, cả nhà gần đây ngon lắm á. Tại vì sân vừa nói chuyện ở đây, cả nhà vừa khởi động vừa tự tập á, cái đó là một trạng thái rất ngon. Tức nghĩa là cả nhà vừa nghe giao lưu về hai yếu tố này, tinh thần và xã hội, cả nhà vừa tập luyện thể chất thì đang chăm sóc cả ba đó. Điều gì muốn chia sẻ hả? Bữa nay thứ bảy nên tao không có học ha. Dạ, mời chị. Em bảo mấy chị đứng tắt nha. Rồi. Dạ, em chào thầy ạ. Em chào cả nhà. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Huyền. Em sinh năm 1984 đến từ Bắc Ninh ạ. Em là mentor K04. Rất là vui được hôm nay thì là ngày thứ bảy em được nghỉ. Em tham gia vào cùng tập luyện với cả nhà mình ạ. Thì nhân tiện ở đây thầy đang nói, thầy Sơn đang nói về cái sức khỏe ạ, thì là có thể chất, tinh thần và xã hội, thì em cũng muốn chia sẻ với nhà mình ấy về cái hiện thực sức khỏe của em. Em có tham gia cái lớp mà thay gân đổi cốt này là từ tháng 3 của năm 2022, thì cho đến nay thì thực ra là em cũng tập đến tháng tháng 5 đến tháng 4 của năm 2023 này, thì sau đó thì là em vào mentor 4 thì em cũng tập những cái theo lớp của mentor. Thế nhưng mà cái hiện thực sức khỏe của em thay đổi vô cùng nhiều khi mà em tham gia cái lớp học thay gân đổi cốt này, thì cho đến khi mà em cũng chỉ là tập đều hàng ngày thôi nhà mình, thì đến khi mà sau này em mới hiểu được, tức là lúc ban đầu thầy Sơn cũng nói đến là sức khỏe có thể chất, tinh thần, sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội, thì em lúc đó em cũng chỉ ban đầu em cũng chỉ biết như vậy. Thế nhưng mà sau càng ngày em càng ngộ ra được, khi mà cái sức khỏe của em nó thay đổi một cách đúng là nhanh không thể hình dung với nhà mình, thì ban đầu của em ấy, ban đầu em chỉ có 37 38 cân khi mà em đến với cái lớp học thay gân đổi cốt này, bởi vì là lúc đó em cũng là quá là gầy và gân tay gân chân nổi rất là nhiều á, da thì rất là vàng vàng như nghệ ạ. Thì em có hỏi được một bạn về cái việc bạn ấy tập cái lớp thay gân đổi cốt thì bạn hết gân tay gân chân ấy ạ, thế là em mới tập theo, em mới đăng ký và tập theo, thì chỉ có độ khoảng hơn 2 khóa thì sức khỏe của em, thưa khi đó em ăn uống thì nó cũng bình thường này, tất cả mọi thứ bình thường, nhưng mà tự nhiên thì em tăng được ký, mà trong khi trước đó thì em ăn uống cũng cố ăn rất là nhiều nhưng cũng chưa có tăng được cân, tức là theo cái chế độ ăn cũ ấy. Và đồng thời là cũng có tập, trước đó là em có ra công viên tập
tập gym rồi là nói chung là cũng chạy chạy các kiểu, nhưng mà nói chung ngày đó thì cũng không chạy được mấy, chạy chạy một xíu thôi, thì nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì tới khi em tập lớp thay gân đổi cốt này chỉ tầm hơn 2 khóa là sức khỏe của em thay đổi rất là nhiều. Giờ thì em lúc đó em cũng không biết là chắc là vì là mình tập luyện nên là nó có thay đổi thôi. Thế nhưng mà tới khi sau này em mới hiểu được rằng là em thay đổi cả về tinh và về thể chất, tinh thần và xã hội. Tức là ban đầu khi mà đến với lớp á, em khi đó thì em cũng có nhiều cái lo lắng ấy, về vấn đề sức khỏe ở nhà mình. Trước đó ấy, là em không biết là ăn uống như thế nào, rồi là cái tình hình trước đó là có cái dịch COVID ấy, thì em lo lắng rất là nhiều. Thì sau khi mà vào lớp thì em có một cái sự có những cái sự an tâm, an toàn hơn, bởi vì em cũng được học, nghe được cả về nội tâm, sau đó em nghe được cả nội tâm, nên em rất là yên tâm về vấn đề sức khỏe, rồi là tinh thần của mình ngày càng vui vẻ, an vui hơn, và đặc biệt là về cái mối quan hệ xã hội. Thì trước khi đến với lớp, ban đầu đến với lớp em cũng không dám mở cam luôn á. Thế nhưng mà sau đó thì dần dần em mở cam, em phát biểu, thì hóa ra rằng là cái mối quan hệ xã hội của em nó được mở rộng, nên là tất cả cái sức khỏe của em nó thay đổi cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Nhưng đó là cái giai đoạn ban đầu. Còn đến bây giờ thì có thể nói rằng là sau hơn 1 năm đi đến với WIT thì em đã, sức khỏe của em bây giờ chắc là thực sự bản thân em cũng khi mà nói tới cũng rất là bất ngờ. Đó chính là em có thể chạy được 21 km, cũng vài lần rồi đấy ạ. Bơi thì được 7,4 km, squat hơn 1.000 cái cũng được 2 lần. Thực sự là sức khỏe nó thay đổi một cách khủng khiếp, mà đến những người xung quanh của em ai cũng rất là ngạc nhiên luôn ấy. Bởi vì một cô gái mà tưởng chừng như là không còn cái sự sống nữa, không ai nghĩ rằng em có thể sống được, chắc là không nghĩ sống được lâu đâu, Chị bởi vì Huyền lúc á là bất ổn sức khỏe của cả ba cái này. dạ Thể chất á, thì yếu, bắt đầu đi xuống, da vàng, nhiều khi lá gan cũng đang bất ổn đó. Gan bất ổn, da vàng mọi cái. Rồi tướng thì gầy gò, thiếu dưỡng chất á, thiếu hụt dưỡng chất nặng quá cho nên cái đó nó diễn ra. Tinh thần thì bị rối loạn điện từ. Nói chuyện với Sơn, lúc đầu nhờ Sơn chăm sóc sức khỏe, nhờ Sơn chăm sóc sức khỏe mà trạng thái nội tâm á, là Sơn biết được là người này đang bất ổn cả ba tiêu chí này, trừ yếu tố xã hội nó cũng không đạt, mối quan hệ xung quanh người ta nó không có thuận lợi á, và nhìn thấy nói ra thì nó kỳ nhưng mà lúc đó thấy thương chị, nhưng mà Sơn phải biết buông cái đó, nếu không khéo chị mất phước báo. Mà người này có nhân viên đặc biệt thì chị bám trụ á, xuyên tập luyện, xuyên tập luyện, rồi song song đó bắt đầu kết nối, tìm mọi cách để mà liên hệ được với Sơn á, để giao lưu chia sẻ, nhờ chăm sóc sức khỏe. Thì thôi thì nhân viên gì thì đón nhận thôi, chăm sóc qua thời gian, qua thời gian vừa chăm sóc nè, vừa đất nè, dinh dưỡng học á, vừa nước nè, vừa khí nè, vừa hơi ấm nè, rồi vừa trạng thái nội tâm là hướng đến bác đại á, thì làm cùng một lúc đúng 1 năm hả chị Huyền, hay hơn 1 năm. Dạ, bây giờ thực ra thì sức khỏe của em thì đến tầm 1 năm thì đã thay đổi hoàn toàn rồi ạ. 1 năm em đã có thể bế được người gần 80 cân. Bế được người 80 cân và chạy bộ được 21 km, bơi được 2 km. Trước Một đó km. đi bộ thôi cũng không, cũng cũng bãi lắm rồi, chưa làm gì có cái chị suy nghĩ đến chạy 21 cây, bơi 2 cây số đúng không, Dạ vâng ạ. là chị nghĩ tới chuyện mà ẵm được một người bao nhiêu ký, mấy chục ký đó, Dạ. mơ cũng dám mơ nữa, đừng nói chi mà dám suy nghĩ tới. Dạ. Và bây giờ á, sức khỏe thay đổi lên nhiều, cái thích quá, anh cảm giác được cái giá trị sức khỏe cho đi nó lớn quá, và nó có thể giúp cho giá trị của mình đó, mình có giá trị trước xã hội, và mình mong, và chị Huyền chỉ mong muốn là một cái người mà có thể mang lại giá trị về sức khỏe cho những người xung quanh đó, bắt đầu chuyển nhà Sơn cố vấn để chi, để trở thành một người đi chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, thì bây giờ đang hỗ trợ chị từng bước để cho chị tiếp nối để ta lập giá trị thêm, mình chuẩn bị đi học thêm một số cái bên sức khỏe nữa, xin đang cố vấn cho chị thêm.
và bây giờ anh bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho nhóm người đó, các anh về bắt đầu trở thành một người chăm sóc sức khỏe cho người khác rồi đó, tiếp nối lan tỏa giá trị á, và đang học mentor nữa, học xong mentor đi rồi từng bước làm lớn thêm. Dạ, rất là biết ơn thầy Sơn ạ. Thực sự là nói tới đây thì em vô cùng là trân trọng biết ơn thầy Sơn, và vợ thầy Sơn đã đồng hành hướng dẫn em để cho em có được cái hiện thực sức khỏe như ngày hôm nay. Và thực ra nó cũng không phải là chỉ có sức khỏe không, mà toàn bộ tinh thần, rồi là mối quan hệ xã hội, và điều mà em đúng là trước đây em cũng không có nghĩ rằng là mình ở cái trong cái trạng thái đến như vậy. Thực ra là do em cái thời điểm đó là chủ yếu là do cái vấn đề ăn, tức là về về thể chất ấy, sau nó dần dần nó xuống ấy, xuống dẫn đến tinh thần nó cũng xuống, xã hội, mối quan hệ xã hội cũng xuống, bởi vì lúc đó mình quá là gầy, quá là xấu á, nên đâu có dám đi đâu đâu ạ. Không dám đi đâu cả. Và cũng không không có lúc nào cũng cũng cảm thấy là lo lắng về vấn đề sức khỏe. Thành ra thực sự là tới cái lúc này á, càng nói thêm càng cảm thấy là sức khỏe đúng là ưu tiên số 1. Khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ thực hiện được rất là nhiều những cái điều mà mình mong muốn. Còn khi mà chưa có sức khỏe thì cái điều mà mơ ước duy nhất đó chính là sức khỏe. Nên là chính vì vậy mà bây giờ cái việc mà kể cả những ngày mà không có học mentor thì em cũng dạy để mà tập luyện, rồi là cũng dạy học tập để mà nâng cao cái sức khỏe của mình. Nó không tập luyện, sẽ tập luyện một chút về vận động, nếu không thì rồi là có thể là học tập thêm những cái khác nữa để mà mình nâng cao cái sức khỏe của bản thân, và cũng như là có thể là giúp ích cho người khác. Ví dụ như em bây giờ em cũng đang học về các lớp dinh dưỡng sức khỏe, rồi em cũng có kế hoạch là rất là biết ơn thầy Sơn có định hướng giúp cho em chuẩn bị học cả bác sĩ về về bác sĩ dinh dưỡng nữa, để cho em có thể là trở thành một người có cái giá trị hơn, có thể giúp ích được cho nhiều người hơn, cũng như là một cái việc là tri ân đến thầy, tri ân đến tổ chức Quýt đã cho em tái sinh một lần nữa trong cái cuộc đời này. Thực sự rất là trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn nhà mình lắm lắm á. Nhà mình thực sự là em ngày hôm nay đến đây để mà giao lưu với nhà mình ấy, thực sự là em rất mong có thể đem lại một cái niềm tin và để cho mọi người tập luyện và hướng đến một cái sức khỏe toàn diện ạ. Khi mà có sức khỏe có thể nói rằng là toàn bộ đều thay đổi nhà mình ạ. Gia đình em ngày càng một hạnh phúc hơn. Thực sự là chồng càng ngày càng yêu thương em, cho em đi học offline 5 lần rồi nhà mình. Tại vì đẹp Rồi. quá mà Dạ người bây giờ nó khác xa gì ngày xưa, mà vâng ngày xưa ạ. đã đi rồi, bây giờ việc mới mà mặc dù Huyền. là có vợ mới gì đó, bởi vì chồng yêu thương mà. Dạ. Rồi vâng ạ, biết ơn thầy ạ. Và con cái em nữa thì các con rất là nghe lời mẹ ạ. Có thể nói là các con thấy được cái hiện thực của mẹ. Con nói rằng là mẹ ơi làm sao để lúc nào cũng an vui như mẹ, hay là làm sao, hay là về sức khỏe nữa, tự nhiên đợt này con bảo mẹ ơi làm sao để người con nó săn chắc lại. Con cũng có những tức là nhìn thấy hiện thực của mẹ con cũng muốn. Rồi con kết nối hơn với mẹ, khi đi ngủ thì là con cũng biết là trước đây thì gia đình em tức có thời điểm mà sức khỏe chưa tốt ấy, có khi em còn không ngủ được cùng con ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì con ấy, trước khi đi ngủ thì con thơm và ôm mẹ này, chúc mẹ ngủ ngon. Rồi đi học cũng ôm hôn mẹ. Nói chung là cái cuộc sống gia đình nó hoàn toàn là khác nhà mình ạ. Tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời. Nên là nhà mình kiên trì. Em chỉ có một cái từ đó chính là kiên trì. Kiên trì thì nhất định là sẽ thành công. Nhà mình hãy tập luyện kiên trì theo lớp học. Rất là biết ơn tất cả nhà mình đã ngôn thí và cho em cơ hội chia sẻ. Rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Ngon quá ha, biết ơn chị Huyền nha, Yeah. rồi từng bước hiện thực thêm thôi, thì có nhân viên đồng hành này thì từng bước làm thêm ha. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà.
trên con đường lâu dài á cần phải có những bước đi từ tốn. Đã gọi đích đến rồi không cần có gì phải gọi hết. Biết ơn Kiệt. Chỗ mà sức khỏe là ưu tiên số 1 á, cả nhà nghe chị Huyền chia sẻ, cả nhà cảm nhận như sau. Đây, nãy chị Huyền chỉ có chia sẻ một cái quan niệm về sức khỏe thôi. Sức khỏe là ưu tiên số một. Ai đây đã nghe cái quan niệm này rồi? Nhiều khi người ta nghe người ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà chị Huyền á, chị từng rơi vào trạng thái á, đó là nếu như giai đoạn này á tôi không cần gì nữa cũng được, nhưng mà chỉ duy nhất cho tôi lấy lại sức khỏe thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tại vì giai đoạn đó đó, cái thời điểm đó đó mới là cái thời điểm thật sự á mà mình cảm giác á, đó là sức khỏe là ưu tiên số 1 thật sự. Còn những người người ta đang á, người ta đang phơi phới vì sức khỏe, người ta cũng nhiều khi người ta cũng không có quan tâm. Tôi á nghĩ sao tôi sống được là được đây. Và để nói đến đây á thì có hai thuật ngữ mà chúng ta có thể phân biệt. Chúng ta phân biệt được hai chữ này này cả nhà. Sức khỏe và sinh mệnh theo cả nhà, giữa sức khỏe và sinh mệnh cái nào quan trọng hơn? Theo cả nhà, giữa sức khỏe và sinh mệnh đó cái nào quan trọng hơn? Sức khỏe ha, sức khỏe hả? Tiền vào bối cảnh hả? Sức khỏe. Ai nghĩ sinh mệnh là quan trọng không? Tùy hoàn cảnh ha. Giống như lúc nãy từ bối cảnh chia sẻ của chị Huyền á thì chị Huyền mới cảm thụ được á là sức khỏe là ưu tiên số 1, là quan trọng nhất so với chị ở thời điểm qua trước đây thôi. Tuy nhiên một người mà đang khỏe phơi phới như này, đây sức khỏe mọi cái đều bình thường hết, thì người đó có sức cái trạng thái á, ví dụ như một người có trạng thái nội tâm đó, miễn sao cho tôi sống được là được rồi, vậy thì cái người đó đó đang coi sinh mệnh quan trọng hơn sức khỏe. Cả nhà hình dung được không? Còn một người á đang bất ổn sức khỏe, đang bất ổn sức khỏe giống như chịu hiện trước đây đi, thì lúc đó đó mới có một cái trạng thái nội tâm á, miễn sao mà làm cho tôi mọi cách có thể được á, là làm cho tôi khỏe hơn thôi là được, vậy thì lúc đó sức khỏe nó đang quan trọng hơn. Đúng không? Nhưng mà ngặt nỗi có ai á, có ai luôn luôn lúc nào cũng giữ được trạng thái nội tâm sức khỏe là ưu tiên số 1 đây? Tại vì sức khỏe nó khỏe mạnh thì sinh mệnh nó mới lâu dài được. Kể cả chúng ta làm bất kỳ việc gì đi nữa, có sức khỏe thì mọi việc nó mới thành công.
Bình thường á, mỗi người đều có những mong muốn, những cái ước mơ khác nhau. Mỗi người đều có một cái ước mơ khác nhau. Nhưng duy nhất có một nơi là mọi người ở trong đó đều có chung một ước mơ. Đó là nơi nào cả nhà? Nói vui chỗ này thôi nghe cả nhà. Nhưng mà cũng là một quan niệm chúng ta cần phải biết đó. Bệnh viện hả? À? Duy nhất chỉ có một nơi để làm mọi người đều có chung một ước mơ, đó là bệnh viện. Và ước mơ của họ đó là làm sao để cho tôi khỏe ra, tôi bước ra khỏi bệnh viện này là xong. Khi có sức khỏe thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những gì chúng ta muốn, tại vì tôi đủ điều kiện để làm đó, dù cho không vật chất chưa có gì trong tay, chỉ cần có sức khỏe thôi, tôi sẽ xây dựng từng bước lên. Chỉ sợ một điều đó là đi lấy sức khỏe để đổi vật chất, đổi thời gian, vật chất nó có rồi mà sức khỏe bị bất ổn, bắt đầu đi lấy đổi lại vật chất, lấy ngược lại sức khỏe thì lúc đó không kịp. Có nhiều khi có nhiều người cũng hết tài sản luôn, cuối cùng cũng không khỏe nổi. Đó là lý do tại sao mà mình cần phải chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ. Lúc mình còn khỏe, mình chăm sóc sức khỏe thì nó ngon hơn. Tại vì mình còn khỏe, mình chăm sóc sức khỏe thì mình càng khỏe hơn thôi. Đừng để đến khi bệnh rồi mới biết chăm sóc, thì lúc đó đó nó phải mất khoảng thời gian nữa. Thì chúng ta rất là biết ơn cả nhà, là tại vì thời gian qua đó cả nhà nhờ sự đồng hành của cả nhà, giống như chị Huyền ở đây đang học mentor, trước đây thì đồng hành cùng với Sơn thay gân đổi cốt, và một nhóm người đã vào mentor, cứ mỗi tháng, cứ mỗi khóa mentor cho qua sẽ có một nhóm người vào mentor để học, thì ở đây là sẽ có một nhóm người mới họ vào và đồng hành. Và rất là biết ơn những người như chị Huyền á, rảnh là cứ vào thay gân đổi cốt để chi, để có cơ hội để chia sẻ, có cơ hội á để giao lưu cùng với cả nhà. Và đó cũng là một cái mà chúng ta cần phải tri ân điều đó. Và biết ơn sự đồng hành của cả nhà, dù cả nhà mới hay là cả nhà học bao nhiêu khóa đi nữa, thì có cả nhà có cái sự đồng hành ở đây là một cái phước báo rất lớn à. Đặc biệt thời gian vừa qua Sơn tập 49 lần 12 động tác á, thì có một nhóm cô chú á, tại vì cô chú thường ít có đi làm, một số cô chú về về hưu đó, với lại một vài bạn trẻ nữa, và tập cho đến 9 giờ hơn, và tập trạng thái tập rất là thoải mái cả nhà. Các cô chú nhiều khi cũng có tuổi nhưng mà tập không có bỏ động tác đâu hết, và rất là kiên trì, và kiên trì 4 tiếng đồng hồ vào buổi sáng, đúng là một tinh thần nghị lực rất cao. Thầy Sơn mới chia sẻ hôm qua với cả nhà đó, mà những người ở lại tập cùng với Sơn á, nếu như chúng ta tập 4 tiếng đồng hồ á, không phải chúng ta chăm sóc sức khỏe thể chất thông thường nữa, mà nếu như không có cái sự kiên trì mà một cái nghị lực bền vững á, nó thuộc yếu tố tinh thần, thì làm sao mà tập nổi. Thì lúc đó đó mình đang chăm sóc được cả thể chất, tinh thần và xã hội luôn, thì sức khỏe của cả nhà từng bước nó vượt trội hơn nữa. Bộ hành tướng mình thức sớm được là nó thấy đơn giản hả? À, cả nhà biết á, trước đây á, có ai có trạng thái mà thức sớm là một cực hình không? Có ai mà trạng thái mà thức sớm là một cực hình đối với mình không? Hồi xưa giờ làm gì có suy nghĩ á, thức trước 6 bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì 5 giờ đã thức, 5 giờ 15 vào Zoom. Đó. Có không có ai là hồi xưa là thức sớm là một cực hình không? Nhưng mà bây giờ đã quen chưa? Có chị Lê Thảo nhắn hả? Bây giờ đã quen chưa?
Quen rồi. Lý do tại sao? Cái người nào mà ngủ á, ngủ mà sáng dậy mà dây dưa á, ngủ nướng hoài mà thức không nổi á, người đó đang có ổn gì sức khỏe mà không biết. Cái người có ổn gì sức khỏe á, việc ngủ thôi cũng biết họ đồ họ sức khỏe không tốt. Ngủ dây dưa, ngủ nướng rồi đó, thức ngủ thức không nổi á, trạng thái nội tâm, trạng thái sức khỏe nó đang không ổn. Tuy nhiên mình quen thời gian rồi, bắt đầu sức khỏe, mình tập luyện sức khỏe, mình khỏe lên thời gian, thì lúc đó đó sáng dậy là thức và trạng thái thức tỉnh, bước vào tập luyện thôi, khởi động chút xíu thôi là tỉnh ngay tức khắc. Giờ tập chạy 4 giờ luôn hả? Giờ tập chạy 4 giờ. Các mentor thời gian qua họ cũng quen rồi đó, học mentor 4 giờ 30 họ thích quen và sức khỏe họ càng ngày càng tăng trưởng, thể chất bây giờ vượt trội quá, squat là hơn 1.500 cái, họ nhiều người chạy bộ 21 cây 42 cây hết rồi. Mới hôm qua có một anh trong mentor, hồi xưa ảnh là hải quân á, ảnh là bên hàng hải á, ảnh mới chạy 50 cây số hôm qua, nhắn chạy xong nhắn tin cho Sơn liền, tại vì ổng hứa với Sơn ổng đợt rồi đi offline, ổng nói là đợt này về á, tại vì học khí xong đã quá, học khí mà lúc mà offline á nhận được khí rồi ổng cảm thấy trạng thái cơ thể nhẹ nhàng quá. Ổng nói với Sơn, con nói khi về em sẽ tại em sẽ chạy 50 cây số một lần em gửi cho thầy, mới gửi hôm qua. Ổng mừng quá, mới hiện thực từ hôm qua mới nhắn tin chụp km, chụp phát mọi cái gửi cho Sơn, nó hiện thực được rồi, chạy 50 cây. Bơi thì bây giờ đâu phải còn 2 cây số nữa đâu, hai chuẩn 2 cây số là tương đối thấp so với bít nói ra nó hơi kỳ, nhưng mà bây giờ á có một nhóm người họ bơi 10 cây số rồi cả nhà. Thì chúng ta chỉ cần kiên trì thôi, tại vì quyết cũng là mong muốn á, nâng tầng thể chất của người Việt lên chứ không phải là việc thông thường nữa. Và rất là biết ơn cả nhà, biết ơn các nhân mặt đó đã mời cả nhà đến đây, và biết ơn sự đồng hành cùng với cả nhà. Sau khóa này rồi cả nhà sẽ là nhân mặt của ai đó, mà người tiếp nối giá trị người sau sẽ vào tiếp, thì những người mà cả nhà giới thiệu vào đó là cả nhà sẽ là nhân mặt của họ và tiếp nối lan tỏa giá trị. Thì thời gian qua hơn 2 năm vừa qua chính vào điều này mà biết thay cơ đổi cốt còn mở được vài hoài hết cả nhà. Nên đến đây một lần nữa tri ân cả nhà và biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. Thì cứ thế mà làm thôi, cứ thế mà ngày này qua ngày nọ thay gần đồi cốt á là Sơn hầu như không có nghỉ Tết luôn, mùng 1 Tết vẫn tập. Mùng 1 Tết Sơn nói với anh em á, ai nghỉ nghỉ đi, đi chơi đi, để Sơn lên tập cùng với cộng đồng buổi sáng, buổi trưa buổi chiều thì nghỉ, duy nhất buổi sáng là phải giữ cho anh, định giữ cho Sơn, là tại vì người của buổi sáng, cộng đồng buổi sáng, cả nhà cũng không cho phép Sơn nghỉ, mà Sơn cũng không muốn nghỉ nữa, tại vì cả nhà tập tốt quá, cả nhà tập tốt như vậy mình nghỉ để làm gì, trong khi đó mỗi sáng lên có 1 tiếng, được tiếng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi mà đã chăm sóc sức khỏe được mọi cái à, tại sao mình không làm. Thì Tết nó có khái niệm ý nghĩa gì đâu, nó cũng là ngày thôi mà. Rồi mình tập xong sáng như vậy đó, sau đó mình tập đến 6:45, 6:30 hơn mình nghỉ, rồi thời gian còn lại mình dành cho gia đình mình thôi. Tập thay gân đổi cốt, em thấy người lúc nào cũng nhẹ nhàng, da sáng lên, mặt cũng đầy đặn hơn thầy ạ. Thời gian nữa đi còn đã nữa. Một người kiên trì từ hạt tịch phải tính từ năm á, 1 đến 3 năm thôi là sức khỏe thay đổi lớn lắm. Ngày mai chủ nhật á, cả nhà con muốn á, ngày mai chủ nhật không có đi làm nè, cả nhà con muốn đồng hành 49 lần 12 động tác để trải nghiệm không?
sân làm 2 ngày qua cùng với một nhóm cô chú anh chị đó. Ừ. Mai ở nhà nè, mai không đi làm á, sáng ra khởi động cái mình tập bạch tới 9 giờ 15 gì đó là hết 12 tác 49 lần thôi là cả nhà cảm thấy người cái người nhẹ nhàng thoải mái lắm. Được ha, làm không cả nhà làm ha, mai chủ nhật nè thì Sơn hay nói với cả nhà nhóm tập 49 lần á, thay vì tập một mình á thì nó cũng vậy, nhưng mà tại sao mình không mở Zoom tập cùng nhau, tập một mình uổng quá, tại vì lúc đầu Sơn dự tính sẽ tập một mình thôi, chắc Sơn thấy sao tại sao mình phải tập một mình trong khi đó có một nhiều người đang cần, thì tại sao mình không tập cùng với nhau, thì Sơn mở Zoom tập thêm với tất cả nhà. Thì những ngày qua 2 ngày qua là có một nhóm cô chú anh chị đồng hành cùng cùng với Sơn rồi đó, rồi những ngày cuối tuần như chủ nhật nè nếu không có buổi giao lưu nào á thì mình tập thêm, tại vì các anh chị cũng rảnh mà, ngày nghỉ rồi đó tập xong cái mình đi chơi thoải mái. Ừ. Ừ. Đúng rồi, phải khởi động mới được. Phụng chị Phụng Hoa. Tập ha, mời tập 49 lần 12 tác ngay cả nhà. Sơn thấy cô chú, mấy cô chú ở đây nè tập tốt quá thì chúng ta tập thôi. Ok. Đây, có một người trong nhóm 49 lần 12 động tác giơ tay lên chia sẻ nè. Cô Đường nè. Xin mời cô Đường chia sẻ ạ. Dạ, thầy ơi, em chào thầy và cả lớp ạ. Dạ. 2 ngày thôi buổi trước, từ buổi sáng, môi em nó không kịp à. Hôm nay sáng thầy thấy môi nó đỏ tươi thầy. Môi hồng lên đó. À, ở Biết chỗ tại nào sao không? Chúc mừng cô nha. Phổi của cô khỏe hơn, mọi cái môi nó hồng lên, khí huyết nó dựng lên á. Môi hồng lên là chúc mừng đó nha. Quay về trạng thái tuổi 20 rồi đó. dạ cũng nhiều thầy Trời ơi, tập mới có 2 ngày thôi mà môi hồng lên đã gì? rất là Khí huyết nó dựng lên đó, lên đó nha cô. Khí huyết đó nó vượng lên đó. rồi đúng rồi thay đổi ngoạn mục của thầy Ừ. dạ đi Mấy cũng ngày bất nay thấy 2 ngày nay thấy mạnh lên dữ không? dạ mẹ hôm nay em ngồi em nhìn cái nướng mà nó không có mỏi thầy ơi Ừ. đó. Ngon. Ngon quá, biết ơn cô Đường nha. Em thầy ít nhất em phải 3 khóa thầy của thầy ơi, Sao cô? ít nhất là em phải theo 3 khóa 49 ngày á. Cái 49 lần mình tập không có cố định đâu, mình cứ thoải mái thôi nha con, nhưng mà khi nào tập con sẽ thông báo cho cô cùng đồng hành nha. Dạ, em biết ơn thầy ạ, em biết ơn cả lớp ạ. Cứ 1 tháng gì đó mình tập vài ngày cũng được, không cần nhiều đâu, mới có tập 2 ngày thôi môi hồng lên là thấy nó khủng khiếp rồi đó, hình tướng là môi hồng á nhưng mà nội tạng mình khỏe lên đó cô, nội tạng khỏe môi nó hồng lên á. Ừ. Thôi chúc mừng cô gái 20. Dạ 20 lâu năm phải. à, 20 thôi đừng có thêm 5 năm chứ. Trời tham á. Ừ. Biết ơn cô nha. Dạ, mới thầy bên cả lớp ạ. Dạ. Xin mời anh Trung ạ. Em mở mic anh đừng có tắt nha, em mở cho anh nói chuyện. Dạ. Em chào thầy Sơn, em chào cả Dạ. nhà. Tôi tên thầy, tôi gọi tên. À, mấy bữa nay em học 49 lần, 49
có ba động tác cũng có 9 lần được mấy ngày, 2 3 ngày nay thầy gì thầy cho dạy, thầy thấy rất là tốt ạ, rất ngon. Thầy hiện thực thì thấy rất khỏe. Cái buổi chiều, buổi sáng thì em tập thầy cái nền cốt, buổi chiều em tập với lớp yoga như ngày hôm qua, buổi thứ năm hôm qua em watt 850 lần. cũng cũng rất là vui, rất không ngờ mình có thể quát được nhiều như thế, mà mới mới quát có 5 ngày, 4 5 lần đấy. Thầy Anh biết ngon, tại sao biết không? ơn thầy không khí. Anh biết cho biết tại sao Mà không thấy mỏi chân, không thấy đau lưng, đau 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 chân, vì chừng là cái khí không, mà tập vẫn có thể tập được nữa, nó chỉ có ướt đầm nhiều mồ hôi, mà bảo chắc tập nhiều quá đâu để mai đi lên tăng lên, chứ còn cơ thể thì vẫn có thể tập được, không hề mà thấy một cái biểu hiện gì cả là mệt hay là đâu đâu cảm thấy cả. trạng thái sức khỏe lúc tập nó rất là bình thường đúng không? Rất nhẹ Dạ nhàng rất bình thường, có thể vẫn tập được. đó, là trạng thái nhẹ nhàng của khí đó. Dạ, biết ơn thầy. Hôm chiều hôm qua em có xuống Sài Gòn, em ở trên bản Lâm Đồng em xuống. Hôm Dương nói thì hôm nay thứ bảy em muốn đến đặt yên tâm đi dung để tham quan cái nơi mà em rất là mong muốn được đến. Hay là cũng biết thầy có đấng để em đến, em xin phép được gặp thầy để được cái hưởng cái năng lượng của thầy, để có cái tâm hơn mấy thầy có ở tâm đi dung ạ. Không rồi, Sơn đang ở dân chủ rồi, À, dạ. Sơn đang ở sân bay ở Đồng Nai rồi, Sơn đâu có tâm đi dùng đâu. Dạ. Trước nữa em Anh sáng Trung em ở đến. mấy ngày, anh Trung ở Sài Gòn mấy ngày, Em ở đến đêm mai mình quay về Lâm Đồng. đêm mai hả? Dạ. Đêm mai không biết là đợt này có về Hồ Chí Minh không nữa. Anh nhắn tin nhắn cho Sơn đi, nếu như Sơn cứ về Sơn nhắn tin, còn không thì thôi hen. Dạ, em biết ơn thầy. Chứ em lên Telegram thì em có cưng ninh rồi em nhắn. Dạ. Nhắn Telegram đi hen. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ, em biết Dạ ơn cả nhà. dạ đó, tập 2 mới có 2 ngày thôi đó mà cảm thấy trạng thái nhẹ nhàng, squat 850 cái cảm thấy bình thường. Do đâu? Lý do tại sao thầy nói ai tập thay gân nội cốt một thời gian đó, lấy cái môn thay gân nội cốt làm nền tảng cho mọi loại vận động, là sau khi thay gân nội cốt thời gian rồi, tất cả các vận động hoạt động sinh hoạt về sau cả nhà trở nên rất là hanh thông và thoải mái và nhẹ nhàng, tại vì mình có nền tảng của thể chất để mình hiện thực được những cái tập luyện mà mình muốn về sau. Đó là một cái tuyệt quý của thầy gần nội cốt đó cả nhà. Hình tướng là đứng một chỗ tập luyện thông thường, lúc nào rảnh cứ lên nói chuyện chơi chơi vậy nè nha, nhưng mà không phải đâu, mình đang chăm sóc sức khỏe đó, và không phải là hình tướng tại vì tập đứng một chỗ mà thấy nó bình thường đâu. Khi nào mà có bối cảnh thể nghiệm thể chất thì cả nhà sẽ thấy một môn nó thiên về nội lực mà, thì làm gì thì đâu có cần phải phải múa tay múa chân được nhiều đâu, mà kích phá cái sức mạnh từ bên trong kích phá ra mặt, làm cho một con người á nội lực của họ tăng trưởng từ bên trong làm lớn ra, chứ đâu phải hình tướng mượn cái gì bên ngoài vào. Thì đặc biệt của môn này là như vậy đó cả nhà. Chị Nhung ngon thí quá ha. Lớp offline Phan Thiết bây giờ được ngừng tổ chức lại. Khi nào có thì sẽ có link đăng ký sau á anh Mậu Hưng ơi. Có đăng ký sau ha. Nếu có người mới biết lớp muốn vào bây giờ hả? Vào bây giờ thì nó lỡ rồi. Nói người nói còn không thì mình chị Phụng Hoa, chị chia sẻ đại khí cho người đó trước đây, chia sẻ riêng cho trước đây. Rồi sau khi nhận khí rồi thì có thể vào đây tập được. Ưu tiên cái khí rồi sau đó mới tập. Hôm qua mình tập tới số 6 rồi hả cả nhà? Hôm qua mình tập tới số 6 rồi hả? Có khí rồi á thì động tác đưa vô và điểm ngưng lực là xong rồi. Để sau mô phỏng số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 cho cả nhà có một cái hình ảnh hình dung trước cái rồi ngày mai mình tập nha. Ha. Mình đã đi qua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 động tác còn lại á, để Sơn chia sẻ cho cả nhà nè.
đâu có bao nhiêu người đồng hành 49 lần 12 động tác ngày mai đâu. Cả nhà đánh số 1 cho Sơn coi coi, cho Sơn biết rồi, không có ép buộc nha cả nhà, thoải mái nhất có thể nha, nó chỉ là tập thêm thôi chứ không phải là bắt buộc gì hết, ai thích tập thêm thì tập. Ngon vậy đó hả? Cả nhà cho Sơn một thời gian ngắn nữa đi, tại vì Sơn muốn sức khỏe của cả nhà phải khỏe hơn nữa. Những ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật á, Sơn sẽ đưa vào một số cái lộ trình giao lưu cùng với cả nhà thêm, giống như lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm nè, 2 ngày 2 đêm thôi, thấu suốt 3 hệ vi chiếu thôi là cuộc đời cũng thay đổi nữa. Rồi rảnh rảnh thời gian nữa thì mình làm thêm chuyên đề về sức khỏe, mình tập thay gân đổi cốt, mình cũng cần phải hiểu thêm về xương khớp rồi nè. Cả nhà có muốn cách khoảng thời gian mình làm một chuyên đề gì đó về sức khỏe không? Rồi lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm rồi đưa vô, lâu lâu cái mình làm một chuyên đề giống như chuyên đề về xương khớp, chuyên đề về tim mạch, chuyên đề về tiêu hóa rồi đó. Ồ có cái đó ngon lắm mà, hỗ trợ cho thay gân đổi cốt tốt lắm mà, nó đa dạng hóa luôn á. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên cái nội tâm. Có một cái Sơn rất là muốn làm và Sơn hỏi ý kiến của cả nhà, có nhiều người đồng thuận từ mấy tháng trước tới bây giờ còn chưa được làm nữa, cái đó Sơn khao khát đó. Nhưng mà thời gian tới Sơn sẽ sắp xếp thời gian 2 ngày 2 đêm đồng hành cùng với cả nhà lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, rồi sau đó đó mới là một số chuyên đề sức khỏe đưa vô để cho cả nhà có cái nhìn tổng quát hơn nữa, sức khỏe thay đổi lớn hơn nữa, ngon không thể hình dung. Vừa tập luyện vừa thấu hiểu vừa nội tâm mọi cái. Ừ, nội tâm được thì ngon á, nội tâm được thì quá ngon không cần phải bàn cãi nữa. Ai học 21 ngày 21 buổi tối thấu hiểu nội tâm của Quýt á thì bám sát vào, còn những ngày cuối tuần á, thay vì ở nhà những người mà bám sát lộ trình bên 21 ngày á mà chưa trọn vẹn thì có thể mình giao lưu 2 ngày 2 đêm đó. Còn tuy nhiên á, cái ưu tiên hàng đầu vẫn là 21 buổi tối của Quýt, mình làm 2 ngày 2 đêm chỉ là phụ thêm thôi. Sơn cũng muốn trưởng thành hơn và có sự đồng hành cùng với cả nhà đó, là mình rất là biết ơn cả nhà. Giống như thời gian vừa qua, Sơn muốn thể chất tăng trưởng lên nữa thì thay vì Sơn tập một mình thì có một nhóm cô chú anh chị đồng hành cùng với Sơn, rất là biết ơn vì điều đó. Và tại vì làm cái gì mà có người đồng hành đó, tốc độ đi sẽ nhanh hơn và sẽ đi xa hơn. Muốn tham gia khóa nội tâm thì đăng ký lớp 21 ngày liền đi. Chị Hồng Mỹ á, ngày 16 bắt đầu nè, tối 16 bắt đầu buổi đầu tiên nè, lộ trình này cả nhà tham gia đi. Ai có đường link, gửi đường link lên đi cả nhà. 2 ngày 2 đêm nếu như làm thì là làm trên Zoom thôi chứ đâu không có làm offline, làm để chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội thêm cho chúng ta mà. Còn cái ưu tiên thấu hiểu nội tâm chỉ tại vui cả nhà, ưu tiên của tổ chức tìm Sơn đây, bắt đầu 16 ngày bắt đầu nè, các buổi tối cho, bắt đầu từ ngày 16, 21 buổi liên tục. Ai học đợt này ngon lắm là cả nhà, đợt này lớp thấu hiểu nội tâm á rất là chiều sâu á, đợt này K24 nè, cả nhà tranh thủ học đi, học đợt này thấu suốt lắm ạ. Có vài người gửi link lên rồi đó, cả nhà lên ai chưa đăng ký thì nhấn vào đường link đăng ký ấy. Chỗ link đăng ký ấy, cả nhà nhấn vào rồi sau đó cả nhà sẽ nhận được email phản hồi tới giờ học á, trước đó khoảng nửa tiếng tiếng gì đó, cả nhà nhấn vào đường link và đăng nhập vào Zoom là xong. Ừ. Đăng ký đi, cả nhà đăng ký, xin nén lại 1 phút cho cả nhà làm. Có đường link đăng ký đó, cả nhà làm đăng ký liền đi, để em coi á. Nhiều người quá, bây giờ mấy hơn 1.000 người, không biết hơn 2.000 người đăng ký chưa nữa. Nhiều quá người ta sẽ đóng link, lúc đó mình đăng ký không kịp vào. Nhấn vào link đăng ký sau đó làm thao tác đi cả nhà.
Đăng ký ok à, chúc mừng ha chị Lê Thảo nha. Ừ, 21 ngày thấu hiểu nội tâm kiến tạng vui song song với thay gân đổi cốt á, sức khỏe của cả nhà khỏe luôn, khỏe cả ba tiêu chí này nè. Thấu hiểu nội tâm phối hợp với thay gân đổi cốt là chăm sóc cả ba này nè. Ừ, ok ha, biết ơn cả nhà nha. Rồi sơn mô phỏng một vài động tác còn lại cho cả nhà hình dung, rồi ngày mai mình tập nè. Động tác số 7 á, động tác số 7 có nhón gót chân, động tác số 7 có nhón gót chân ngay cả nhà. Cả nhà yên tâm đi, sau một học và ngày mai tập tới đâu Sơn sẽ nhắc lại cái đó, nhắc lại động tác sau đó mình mới tập sau. Đây, động tác số 7 khi hô bắt đầu thì cuộn nắm đấm lại, nắm đấm bình thường, ngón cái đặt ở phía ngoài, đưa lên ngang vai, sau đó đưa ngang thì hướng mặt trong bàn tay, hướng mặt trong nắm đấm hướng xuống đất, đồng thời nhấc gót cao lên. Mình đứng giống như hình chữ T vậy nè, đứng giống như chữ T vậy nè, mặt trong nắm đấm hướng xuống đất, siết nén vận khí ra hai nắm đấm, ngưng lực tại hai nắm đấm là giữ 5 đến 10 giây là hết. Hết số 7. Đơn giản như vậy đó. Làm lại ha. Đây. Động tác số 7 nè. Khi hô bắt đầu thì cuộn chặt nắm đấm lại. Đưa lên ngang vai. Sau đó đưa hai nắm đấm đưa ngang hướng mặt trong nắm đấm hướng xuống đất. Nhấc gót cao lên. Giống như hình chữ T. Gót nhấc cao. Hai tay hai nắm đấm duỗi thẳng, mặt trong nắm đấm hướng xuống đất. Vận khí ra hai nắm đấm siết chặt hai nắm đấm lại, ngưng lực tại hai nắm đấm, giữ 5 đến 10 giây là hết. Sáng sáng nay siết nắm đấm nó khác hơn mọi ngày. Các cô chú anh chị tập 49 lần đó có cảm thấy khác không? Các cô chú anh chị mà tập 2 ngày 3 cùng với Sơn đó, nắm đấm bây giờ siết lại nó khác sao rồi. Đúng là ngon thiệt chứ. Đó là số 7 đó cả nhà. Ừ, có ha, chắc hơn ha. Ngon quá. Thông tin tài khoản gì vậy? Chị Kiều Hường nói thông tin tài khoản gì? Mình đâu có tài khoản dùng gì đâu. Link tập hôm qua hả? Link tập hôm qua là link này nè. Link đang vô nè. Link đang ở đây vô nè. Chị người tên Huấn Đoàn nè. Muốn chuyển khoản hả? Muốn chuyển khoản phí tùy tâm hả? Phí tùy tâm có được link chứ. Cả nhà ai có đường link chuyển phí tùy tâm không? Chị Phụng Hoa mới gửi lên cho. Đó, chị Phụng Hoa mới gửi đó. Biết ơn chị Phụng Hoa nha. Biết ơn cả nhà vì cả nhà đền đáp tiếp nối lan tỏa giá trị nha. Phí của mình là phí tiền tâm cho nên cả nhà cứ vui vẻ để tích phước báo nó tích lại. Rồi số 8 nè cả nhà. Số 8 á, số 8 thì nắm đấm ngón cái đặt ở phía trong giống như số 3 vậy đó. Nắm đấm ngón cái đặt ở phía trong. Đây, số 8 cũng có nhóm góp. Khi hô bắt đầu thì siết chặt nắm đấm lại, ngón cái đặt ở phía trong. Đồng thời nhấc hai nắm đấm lên ngang vai, đồng thời nhấc gót cao lên. Gót nhấc cao. Hai mặt trong nắm đấm đối diện nhau là xong số 8 rồi đó. Rồi vận khí, ngưng lực tại hai nắm đấm. Giữ 5 đến 10 giây là hết số 8. Số 8 nhìn hình tướng đơn giản nhưng rất mạnh. Tại vì có khí á, cả nhà đứng rất vững và rất mạnh. Sơn mô phỏng lại nha. Động tác số 8 nè. Khi hô bắt đầu thì siết chặt nắm đấm ngón cái đặt ở phía trong. Nhấc hai nắm đấm lên, đồng thời nhấc gót cao lên. Vận khí ra hai nắm đấm, ngưng lực tại hai nắm đấm. Giữ 5 đến 10 giây là hết số 8. Chín, mười, tám, chín, mười á là nắm đấm ngón cái đặt ở phía trong.
số 9, số 10 nắm đấm ngón cái cũng đặt phía trong. Số 9, số 10, số 11, số 12 không có tập chân, không cần nhóm gót. Đối với số 9, khi ho bắt đầu thì siết nắm đấm lại, ngón cái đặt ở phía trong, nhấc lên ngang giúp ngang với ngược nè, mặt trong nắm đấm hướng về trước, hai chỏ tay dang ngang. Đúng là mặt trong nắm đấm hướng về trước, hai khuỷu tay thì dang ngang. Rồi vận khí vào nè, đối với số 9 đó thì hình dung một lực đẩy vào và một lực phản ngược trở ra. Số 6 á thì một lực đè xuống, lực phản lên. Số 9 thì một lực đẩy vào, lực phản ra, ngưng lực tại khuỷu tay. Đó là hết số 9. Đơn giản như vậy đó. Đây. Chính làm lại nha cả nhà. Số 9 khi ho bắt đầu thì nắm đấm siết chặt, nhấc lên. Rồi hình dung một lực đẩy vào, lực phản ra, hai lực chạm nhau tại khuỷu tay, ngưng lực tại khuỷu tay, giữ 5 đến 10 giây, thôi là hết động tác. Lúc thôi thì đặt ý về khí hải, cho khí nó về đây, sau đó xì ra. Số 10 là động tác đội ông trời. Số 10 này rất mạnh. Số 10 cũng đơn giản lắm cả nhà. Khi ho bắt đầu thì nắm đấm ngón cái đặt phía trong, siết chặt lại, giơ nắm đấm lên ngang vai, nhấc nắm đấm lên vuông góc tại khuỷu tay, sau đó đưa ngang. Đó, vuông góc tại khuỷu tay nè. Rồi hình dung nè, hai nắm đấm của mình đó như đội cả bầu trời, đội mạnh lên, siết chặt nắm đấm lại, vận khí cái hai nắm đấm, ngưng lực tại hai nắm đấm. Hết 5 đến 10 giây thì thôi là xong. Rồi, làm lại. Số 10 nè, khi hô bắt đầu thì nắm đấm siết chặt. Rồi nhấc lên vuông góc tại khuỷu tay, đưa ngang. Vận khí cả hai nắm đấm, ngưng lực tại hai nắm đấm, như đội cả bầu trời. Giữ 5 đến 10 giây. Hết 5 đến 10 giây thì thôi. Đặt ý luật về khí hải, cho khí nó về đây, sau đó xì ra. Không có nâng gót chân. 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 không có nhón gót. Số 11. Số 11 thì khá giống với số 2, nhưng mà nó nắm đấm đưa cao. Đây. Số 11 khi ho bắt đầu thì cũng nắm đấm lại, nắm đấm bình thường, ngón cái đặt ở phía ngoài, sau đó đưa hai nắm đấm lên ngang bụng như vậy nè. Đó. Rồi sau đó nhấc hai ngón cái mạnh lên, hai đầu ngón tay cái á hướng vào bụng nè, hai đầu ngón tay cái chỉ vào bụng như này cả nhà. Đây, hai đầu ngón tay cái chỉ vào bụng nè. Rồi lúc này nắm đấm á thì siết chặt, lúc này vận khí ra hai đầu ngón tay cái, nhấc mạnh hai đầu ngón tay cái lên nữa. Động tác này ngưng lực tại hai đầu ngón tay cái, 5 đến 10 giây là nín thở toàn diện đó. Nín nín chẳng những nín thở mà cơ thể nó còn siết chặt để cho độ nén khí bên trong nó mạnh lên, để ép khí nó ra nơi điểm ngưng lực nữa. Làm lại số 11 cái nha cả nhà. Đây, số 11 khi ho bắt đầu thì cũng nắm đấm lấy hơi thở, đưa lên ngang bụng, nhấc hai đầu ngón tay cái mạnh lên, vận khí ra hai đầu ngón tay cái, ngưng lực tại hai đầu ngón tay cái, giữ 5 đến 10 giây. Hết 5 đến 10 giây thì đặt ý ngược về khí hải rồi xì ra, cả động tác là xong. Hết số 11. Số 12, giai đoạn này cả nhà không cần nhớ nha. Sơn muốn làm cho cả nhà có cái hình chứng thôi, ngày mai mình tập thêm. Số 12 á. Số 12 xuất phát điểm từ bàn tay, hai mặt ngoài bàn tay hướng vào trong đùi. Hai mặt ngoài bàn tay hướng vào trong đùi. Mặt trong bàn tay hướng ra. Đây, khi hô bắt đầu thì nhấc hai bàn tay lên, hai mặt ngoài bàn tay đối diện nhau.
lên ngang vai rồi, lúc này vận khí ra hai lòng bàn tay á, sống ngửa hai lòng bàn tay lên, tiếp tục đặt ý ra 10 đầu ngón tay, vận khí ra 10 đầu ngón tay, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, giữ 5 đến 10 giây, hết 5 đến 10 giây thì đặt ý ngược về khí hải rồi xì ra, là hết, là tại ha. Đây, động tác số 12 là mặt ngoài bàn tay hướng vào trong đùi, nhấc lên, vận khí ra hai lòng bàn tay sống nổi lên, tiếp tục vận khí ra 10 đầu ngón tay, ngưng lực tại 10 đầu ngón tay, giữ 5 đến 10 giây. Thôi thôi thì đặt ý ngược về khí hải xì ra là hết động tác đó. Cả nhà có một cái nhìn tổng quát như vậy đây, ngày mai á, ngày mai mình tập, mai tập 49 lần 12 động tác luôn nha cả nhà. Ai thuận lợi ở lại tập thì tập, còn ai mà không giờ nào cứ đi thoải mái nha. Cả nhà tập tới 6:20, 6:30 gì đó, cả nhà cứ thoát vô đi làm thoải mái, đừng có sợ mất bài. Phần còn lại là sân tập thêm thôi. Mới bữa đầu thì chậm chút xíu đây. Anh Trần Thanh Nghĩa, mới bữa đầu thì chậm chút xíu. Nhờ nhân mạch hướng dẫn lại khí trước đi anh Nghĩa. Nhận khí rồi đó. Nhờ nên người giới thiệu của anh á, hướng dẫn anh thêm đi. Thôi, cả nhà nắm cái sơ bộ vậy ha. Bữa nay coi như mình giao lưu một số cái cơ bản trọng điểm gì thôi. Rồi ngày mai, mai tập hết cả nhà. Mà chủ nhật mình dành một buổi tập liền á, mình tập tới khoảng 9:00, 9:15 gì đó cho mình nghỉ ha. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà, sáng nay mình nghỉ sớm bữa đây ha. Bữa nay thứ bảy là cũng làm, cũng một số người không có đi làm nè, cả nhà nghỉ sớm thoải mái ha. Dạ một lần nữa trân trọng biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. Rồi sơn mở viện mở mic á, mình bye bye nhau nha cả nhà. Biết ơn Em biết thầy, ơn biết thầy. ơn cả nhà. Cô tuần tuyệt vời. Chào cả nhà, chào cả nhà, Chào chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Dạ biết ơn thầy. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.